Vậy là trước mắt chúng ta đã trải qua 3 ngày thi đấu của vòng bảng chung kết thế giới 2022. Họ sẽ mặt thú thật với các bạn rằng mình khá là cay khi mà tí nữa về bờ thành công ở ngày thi đấu trước, nếu như mấy ông top eSports không đánh ngáo ngơ và để Dragon X bóc nghẹt hoàn toàn. Nhưng không sao, 90% tỷ lệ dự đoán đúng ở ngày 3 cũng là đủ để Hoàng Sama tự tin cùng anh em viewer về bờ tập 4 trong ngày hôm nay. Và đây cũng là ngày thi đấu cuối cùng ở lượt đi. Trước khi bắt đầu, rất mong anh em để lại thêm những lượt like và subscribe để ủng hộ kênh YouTube của mình nhé. Jindong Quyết Binh đối đầu với Di Chủ eSports. Cả hai đội đều có ngày thi đấu thứ hai thành công với những chiến thắng quan trọng. Jindong hạ gục Dabunkia sau 37 phút thi đấu căng não để chiếm ngôi nhất bảng, còn Di Chủ eSports lại nhẹ nhàng hủy diệt Evil Genesis sau chưa đầy 30 phút đồng hồ và có được chiến thắng đầu tiên ở chung kết thế giới. Tiến tới trận đấu này thì phong độ của hai bên đang có sự chênh lệch rõ ràng khi mà Jindong Gaming đang có chuỗi 2 trận thắng, còn Di Chủ eSports thi đấu khá phập phù và trận thắng trước Evil Genesis cũng một phần là do đại diện LCS yếu đi mà thôi. Do đó, đây được dự báo sẽ là kèo đấu rất khó dành cho giáp chiếc Sugar khi nghĩ về một chiến thắng trước hạt giống số 1 của LPL. Khả năng đi đường, giao tranh tổng của Jindong Gaming là rất đáng sợ ở thời điểm hiện tại, và đừng quên rằng ở trận chung kết LEC, việc giao tranh không lại Rogue cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến Hẻ 2 trở thành cựu vương của LEC. Đáp ứng phép toán đơn giản rằng nếu giao tranh 5 năm với Rogue mà Di Chủ eSports còn không lại, thì trước Jindong Gaming, đội làm tốt điều đó gần như là số 1 thế giới hiện tại, thì những người anh em xa xứ phải làm sao đây? Xét về tương quan lực lượng thì vị trí của Jindong Gaming đều nhỉnh hơn Di Chủ eSports khi 369 nhỉnh hơn Broken Blade, Kanavi và Yagao lại đang có một phong độ khủng khiếp so với bộ đôi đảng viên Zavancode và Subin Hoàng Cáp. Đường dưới tuy Hope và Missing chưa thật sự thể hiện những gì tốt nhất tại LPL, nhưng đương nhiên cũng được đánh giá cao hơn hẳn Flux và Tagamas. Cả hai đội đều đang căng rất cần chiến thắng bởi Jindong Gaming muốn duy trì ngôi vị nhất bảng, còn Di Chủ eSports cũng phải thắng để giữ lại hy vọng đi tiếp cho mình để gia tăng áp lực dành cho Dabunkia. Đội sẽ đối đầu với kho điểm Evil Genesis ở cặp đấu thứ 3 trong ngày. Xét về trình độ cũng như phong độ thì Jindong Gaming rõ ràng đánh giá cao hơn hẳn, nhưng Hoàng Sama cho rằng họ sẽ là đội đầu tiên toàn thắng ở lượt đi do vòng bảng. Tuy nhiên, biến số có thể xảy ra nếu Di Chủ eSports lên đồng, bởi họ cũng nổi tiếng là đội có thể thắng bất cứ ai, ngay cả là các ông lớn của LCK hay LPL. Rogue đối đầu với Top eSports. Rogue đã có phong độ rất tốt khi họ đang có chuỗi 2 trận thắng liên tiếp sau khi đụng độ Dragon X và Gam eSports. Họ chứng tỏ rằng họ sẽ trở thành niềm hy vọng số 1 của LEC, bởi Fnatic ở bảng A dù đang có 2 trận thắng nhưng nếu gặp lại G1 và Head của Gaming ở lượt về thì cũng rất bấp bênh. Còn Di Chủ eSports cũng đang ở tình thế khó khăn bởi cửa đi tiếp của giám sát trung ương không hoàn toàn quá sáng khi mà Jindong Gaming đã có phong độ rất cao, còn Dabunkia thì hủy diệt họ ở lượt đi. Với Top eSports, trận thua trước Dragon X án hẳn sẽ động chạm vào lòng tự ái của một ứng viên vô địch, do đó hạt giống số 2 của LPL sẽ rất quyết tâm ở game đấu này. Xét về tương quan lực lượng thì Top eSports tuy rằng nhân sự của họ đều có kỹ năng nhỉnh hơn, nhưng Rogue thực sự tìm bước rất tốt và hai chiến thắng của họ hoàn toàn không phải là do may mắn. Lối chơi của hai bên đều có những sự khác biệt bởi vì Top eSports luôn chủ trương hổ báo theo style LPL, còn Rogue phụ thuộc nhiều vào khả năng giao tranh trong giai đoạn giữa và cuối game. Vai trò của hai người đi rừng là Tian và Manrang đều sẽ rất quan trọng ở ván này. Đây sẽ là hai người kiến tạo và có những lợi thế dành cho đồng đội ở giai đoạn early game. Để cuộc cạnh tranh top đầu gay cấn hơn, Hoàng Sama xin dự đoán một thắng lợi dành cho Nai 9 cùng với đồng bọn. Mong rằng anh Tình đừng có vấp cỏ là được. Dabunkia đối đầu với Evil Genesis. Cả hai đội đều có ngày thi đấu thứ hai không được như ý khi Dabunkia gục ngã trước Jindong Gaming sau gần 40 phút thi đấu căng thẳng, còn Evil Genesis lại tiếp tục chuỗi thất bại của chủ nhà NA. Tuy nhiên, trận thua của Dabunkia trước Jindong Gaming có thể coi là chấp nhận được bởi đại diện LPL đã làm quá tốt trong những tình huống then chốt, còn bản thân Dabun cũng thi đấu tương đối ấn tượng. Với Evil Genesis, họ chỉ diễn một bộ mặt khá bạc nhược và không thể hiện được gì quá nhiều sau hai game đấu đã qua. Chỉ có trận đấu với Jindong Gaming thì họ đánh tạm ổn mà thôi, còn lại thì khá nhạt nhòa. Xét về tương quan lực lượng giữa hai bên thì đương nhiên Dabunkia sẽ được đánh giá nhỉnh hơn, đặc biệt là bộ ba cánh trên Nuguri đang dần tìm lại phiên bản carry thời đỉnh cao. Kênh Niên và Showmaker cũng đang trở lại là chính mình với những màn thể hiện rất ổn, ngay cả khi họ thua Jindong Gaming. Hai cặp bot có thể ngang bằng nhau khi họ chưa đạt tới tầm world class, nhưng với phong độ của Tam Tấu cánh trên, DK thì Á quân thế giới 2021 không cần lo ngại trước một EG đang rất yếu ớt. Cách thắng đơn giản với Dabunkia là họ chỉ cần áp dụng lối đánh pressing giống như Di Chủ eSports thì việc hạ gục Evil Genesis là điều khá dễ dàng, bởi hạt giống số 3 của LCS thường có xu hướng đánh phòng ngự, phản công và cho có carry đủ trang bị. Là một phép toán đơn giản rằng Di Chủ eSports thắng Evil Genesis nhưng Dabunkia lại thắng Di Chủ, nên chúng ta có kết quả đơn giản rằng DK sẽ được đánh giá cao hơn hẳn EG, và Hoàng Sama cũng cho rằng hạt giống số 3 của Hàn Quốc sẽ là người giành được thắng lợi chung cuộc. Warrantip đối đầu với RNG. Một kèo đấu có lẽ không hề khó đoán khi RNG đang có phong độ cực tốt đối đầu với Warrantip toàn thua sau 2 ngày. Như đã dự đoán, nhà đương kim vô địch của MSI khi tìm lại mạch phong độ thì họ chắc chắn là một trong những đội tuyển hàng đầu thế giới hiện tại. Binh đoàn Hoàng gia vẫn giữ lối chơi quen thuộc như vậy, đó là nuôi gà là, nhưng họ làm điều đó hết sức chuẩn chỉ và hiệu quả. Còn đối với Warrantip, họ không thể hiện được quá nhiều và có màn trình diễn khá nhạt nhòa dù là đội chủ nhà và được rất nhiều fan hâm mộ cổ vũ. Hoàng Sama từng chia sẻ rằng nếu như CMO mà Warrantip còn đốt không trôi thì khi gặp Gen.G Esports và RNG thì việc thắng lợi gần như là nhiệm vụ bất khả thi.
đồng ý rằng họ đã từng thắng được cả EDG tại chung kết thế giới năm ngoái, nhưng đó chỉ là sự lầm đồng xuất thân của họ mà thôi. Chưa kể tới việc EDG lúc đó đã không ở trạng thái tốt nhất. Còn ở hiện giờ, bản thân Warriors đã yếu đi rất nhiều so với năm ngoái và đối thủ của họ lại đang có phong độ quá tốt. Do đó, Hoàng Sama không ngần ngại dự đoán một chiến thắng dành cho hạt giống số 4 của Trung Quốc. Gen.G đối đầu với CFO. Lại là một cuộc so tài khá chênh lệch về thực lực và đẳng cấp khi mà nhà đương kim địch của LCK đối đầu với đại diện duy nhất của PCS. Gen.G đã có thắng lợi trước Warriors để lại tinh thần sau trận thua trước RNG khi mà Rula được đánh carry. Châu Vi không cần phải gánh cả thế giới nữa và còn 3 thành viên còn lại cũng làm rất tốt nhiệm vụ của mình. CFO cũng thể hiện được những gì mà người ta dự đoán với thành tích 1-1 sau 2 ngày thi đấu. Họ mất nửa tiếng để hạ gục Warriors nhưng cũng thất bại trước RNG với cùng thời gian. Hạt giống số 1 của Hàn Quốc chắc chắn quyết tâm rất nhiều bởi không chỉ chênh lệch về trình độ mà còn chuẩn bị dần dần cho giai đoạn lượt về và cạnh tranh ngôi đầu bảng với RNG. Do đó Hoàng Sama chắc rằng thắng lợi sẽ thuộc về Super Team Gen.G Esports mà thôi. GAM Esports đối đầu với DragonX. Bất cứ cuộc đấu sức nào của GAM tại chung kết thế giới 2022 sẽ đều được người hâm mộ Liên minh huyền thoại Việt Nam quan tâm. Đối thủ cuối cùng của chúng ta ở giai đoạn lượt đi đó là dòng xanh DragonX từ LCK. Tình thế hiện giờ phải nói rằng hằng hết sức khó khăn dành cho chúng ta khi mà nhà đương kim của VCS đã thất bại trong 2 trận đầu tiên. Game đấu với Top Esports thì không còn gì để bàn nữa khi chênh lệch của hai bên là quá lớn và chúng ta đã toang từ giai đoạn early game với 4 mạng nằm xuống ở phút thứ 8. Top Esports di chuyển vào giao tranh cực kỳ tỉnh táo. Họ cũng có những tình huống giao tranh rất chất lượng và dần kéo dài được khoảng cách với GAM. Và khi chênh lệch giữa hai đội ngày càng lớn hơn, rất khó để cho đại diện Việt Nam có thể tạo ra được bất ngờ. Còn trận đấu với Rook thì quả thật là đáng tiếc. Đặc biệt là khoảng cách Levi cướp Baron đã mang lại nhiều hy vọng dành cho chúng ta nhưng rốt cuộc vẫn thất bại. Hạt giống của LEC trừng phạt các chân trai của GAM chỉ sau đúng một pha sai lầm chí tử của Kati để mất lên hùn rồng. Và sau đó là giao tranh thua hoàn toàn khi mà Larson cùng Com đã đủ trang bị để gây sát thương. Còn về phần DragonX, họ át hẳn sẽ rất hưng phấn khi vừa đánh bại Top Esports ở ngày thiếu thứ 3. Dòng xanh tận dụng mọi sai lầm của Top Esports để khai thác và khi khoảng cách đã là quá xa thì á quân LPL đã gục ngã. Việc đối đầu với DragonX vốn dĩ đã là khó khăn nhưng đối đầu với họ đang ở trong trạng thái hưng phấn như hiện giờ thì lại càng khó gấp bội. Đường trên và đi rừng có lẽ sẽ là sự chênh lệch không quá xa dù cả Kingen lẫn Pioxic đều đánh rất tốt trước Top Esports, nhưng đường giữa cùng gặp bot mới thật sự là mối lo ngại lớn của chúng ta. JK vừa có màn thể hiện một con Silas rất ghê gớm trước Top Esports, còn ở đẳng cấp của anh Zadev thì không cần phải bàn cãi với sự bình tĩnh và kinh nghiệm trong cách thi đấu. Để thắng được DragonX thì Hoàng Sama cho rằng GAM sẽ phải bung một bài dịch nào đó hoặc một lối chơi hoang dại kiểu VCS thì may ra mới có cửa chiến thắng, bởi chúng ta đã khá rõ khả năng giao tranh tổng đáng nể của dòng xanh khi các carry của họ đủ trang bị. Trên đây là những nhận định và dự đoán của cá nhân mình về ngày thi đấu thứ tư của vòng bảng chung kết thế giới 2022 và cùng với kết thúc giai đoạn lượt đi. Nếu như anh em có kết quả hay dự đoán khác thì hãy comment xuống phía dưới cho mình biết với nhé. Ngày thi đấu thứ tư của Main Event chung kết thế giới sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 11 tháng 10 và vẫn khung giờ 4 giờ sáng. Chúng ta sẽ nghỉ 3 ngày và trở lại với giai đoạn lượt về vào ngày 14 tháng 10 cùng những diễn biến của bảng A. Cuối cùng mình xin chân thành cảm ơn anh em đã xem hết video. Nếu thấy hay hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh YouTube của Bình luận viên Hoàng Sama nha. Còn bây giờ xin được kính chào và hẹn gặp lại.